Tiên Tiên, hello, xin chào tất cả mọi người. Đây mọi người, hồi sáng Hương đi chợ mua được cái bánh này thì ở Hương gọi chắc gọi là bánh su xê á mọi người. Nhưng mà bây giờ người ta làm như thế này nè, còn ẩm như thế này nè, để trong miếng lá chuối nè, nhìn khá là đẹp và bắt mắt luôn á. Mời mọi người một miếng nha. Đây để Hương ăn thử nha. Còn cái này là bánh bò. Bánh bò thì Hương mua là bánh bò nóng á mọi người. Còn cái này là bánh cam, nhưng mà bánh cam người ta không có bọc cái lớp đường ở bên ngoài. Tại vì do có hai loại, một loại là có lớp đường bên ngoài, một loại thì không có. Nhưng mà Hương thích ăn cái loại này, cho nên là Hương mua cái loại này á mọi người. Đây nè, mời mọi người nha. Đây mọi người, bên trong là nhân dừa. Dừa này là dừa non à. Ngọt, sập sập, dẻo, ngon lắm luôn á. Ngon. Này là bánh cam nè, bánh cam không bọc đường nha. Nhân lộc leo cũng khá ngon. Hôm nay Hương đi đám giỗ mọi người, nhưng mà không có thời gian quay cho mọi người xem đám giỗ miền Trung. Bây giờ là cuối năm rồi, mọi người ai cũng ngon ăn xong một bộ về để la Tết á. Để lâu cho nên là cái quả nó dai rồi. Để không kể cho mọi người nghe câu chuyện. Hôm nay Hương chở cho đi đi ăn đám giỗ. Thông thường bình thường ở nhà chị không có đi được. Tự dưng hôm nay đứng dậy đi mọi người. Đứng dậy đi được 3-4 bước. Hy vọng là tới Tết chị đi được. Bánh bò. Bánh bò ra làm rất là tươi xốp luôn á. Ở hương bánh bò này rẻ lắm mọi người, chỉ 1.000 đồng một cái thôi. Ở quê á, thông thường mấy bà già thích ăn cái bánh bò này lắm, tại vì trong cái bánh bò này nó có men tốt cho tiêu hóa, cho nên là lúc mà Hương sinh em bé á, quải Hương hay mua cho cái bánh bò này ăn, là kêu là ăn men nhiều vô cho nó tốt đường ruột. Không cần phải uống men, khá là tốt luôn. Này cũng rất thích ăn à. Hồi xưa á, như Hương nhớ là khoảng 500 đồng một cái, bây giờ lên giá rồi 1.000 đồng một cái. Hơi bị khô mọi người, hơi bị khô, ăn cảm giác nhẹ nhưng mà khô. Ăn cái bánh su xê này ngon.
thơm, thế là thơm mùi lá dứa không? Cái quả màu xanh này lại làm từ lá dứa nè. Mà thông thường cái bánh này người ta sẽ làm nhân đậu xanh là nhiều, nhưng mà cái bánh đây hôm nay hôm mua thì lại là nhân dừa. Giòn giòn thật thật mà giòn mắt không? Mềm mắt không? Ủa quá. Đâu không? Thì video cũng khá là dài rồi mọi người, chắc là Hương xin kết thúc video tại đây nha. Cái phần bánh này chắc Hương để vô trong cái lò quay á mọi người, Hương hâm lại rồi Handy đi học về Hương cho Handy ăn. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hương nha. Bye bye.